trả lời thẩm vấn trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Chí thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố đúng. Trong khi đó, bà Trương Mỹ Lan xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Chí. Bị cáo Nguyễn Cao Chí thừa nhận cáo trạng là đúng. Ông Chí nói khi bị cáo đứng đây vẫn còn 400 cá nhân, doanh nghiệp còn nợ bị cáo 500 tỷ, bị cáo rất mong được sự hỗ trợ của cơ quan điều tra để thu hồi số tiền này. Ông Chí xin được hưởng cơ chế hình sự đặc biệt. Với tư cách bị hại, bà Lan đồng ý với nội dung mà cáo trạng truy tố Nguyễn Cao Chí, bà Lan nói. Quan hệ của tôi với Chí chỉ là bạn bè thôi, khi tôi bị bắt, tôi không biết xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ đây là tai nạn của Chí, tôi có đơn yêu cầu làm rõ nên cơ quan điều tra đã làm rõ. Đến nay Chí cũng đã thừa nhận hành vi nên tôi không có ý kiến gì, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Chí. Hội đồng xét xử đã xét hỏi xong 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa và đã công bố lời khai của 7 bị cáo vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xét hỏi các bị cáo. Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Chí là bị cáo duy nhất bị xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Chí quen bà Trương Mỹ Lan thông qua Hồ Quốc Minh. Từ năm 2017 đến 2020, bà Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của ông Chí và đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Chí để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận này. Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến khoảng tháng 1 năm 2021, ông Chí gặp bà Lan tại tòa nhà Times Square và chốt các khoản bà Lan đã chuyển tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Sau đó ông Chí đã chỉ đạo soạn thảo, yêu cầu em trai và kế toán làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh, được bà Lan nhờ đứng tên hộ với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang. Sau khi bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông Chí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ đã ký theo thỏa thuận với bà Lan. Sau đó, ông Chí hẹn gặp ông Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi ông Minh đi nước ngoài chữa bệnh và yêu cầu ông Minh ký các thủ tục thanh lý các giao dịch trước đó. Đến nay, ông Nguyễn Cao Chí đã nộp hơn 657,5 tỷ đồng và 3,3 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả vụ án.